Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, Nam Cam là một trong những tên tội phạm khét tiếng. Khi nhắc tới cái tên Nam Cam thì nhiều người không khỏi rung mình bởi những tội ác tày trời mà hắn cùng với đồng bọn đã tạo ra. Cũng giống như những tử tù khác, ông Trùng Nam Cam cũng bị giam trong phòng biệt giam chờ ngày thi hành án. Trước ngày bị thi hành, linh cảm sắp đi, Nam Cam tắm gội sạch sẽ, đòi mặc bộ quần áo tù mới, cả đêm trằn trọc không ngủ, hết trở mình lại nhìn đăm đăm trên trần nhà. Nam Cam có tên thật là Trương Văn Cam và sinh vào ngày 22 tháng 4 năm 1947 tại Sài Gòn, quê ở tỉnh Quảng Nam và bị tử hình vào ngày 3 tháng 6 năm 2004. Khi nhắc tới hai từ Nam Cam, giới giang hồ không thể không biết tới ông trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng nhất Việt Nam. Và vụ án Nam Cam cùng đồng bọn cũng là vụ án gây chấn động dư luận Việt Nam và thế giới khi số lượng tội phạm lên tới mức kỷ lục là 156, bản án dài hàng trăm trang. Lúc còn xưng vương trong giới giang hồ, Nam Cam trú tại 107 trên 38 đường Trương Định, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hắn có thời gian hoạt động trong giới giang hồ từ năm 1962 đến năm 2001. Nam Cam cũng là một ông trùm đào hoa với hai bà vợ. Vợ Nam Cam là Phan Thị Trúc, sinh năm 1946, ngụ tại 107 trên 38 Trương Định, quận 3. Bà cũng là bị can trong cùng vụ án với Nam Cam, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt giữ vào tháng 1 năm 2002. Với người vợ cả, Nam Cam có 5 người con, trong đó có một người con là Trương Hiền Bảo, cũng là bị can trong vụ án chấn động đó. Vợ hai của Nam Cam là Trương Thị Lành, sinh năm 1946, trú tại 168 trên 3, đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4 và có với nhau 3 mặt con. Bên cạnh đó, ông trùm khét tiếng còn có rất nhiều người tình, rải rác khắp nơi. Cha của Nam Cam là ông Trương Văn Bưởi, còn gọi là Mười Củi, và mẹ là bà Nguyễn Thị Hường, mất năm 1962. Ông trùm này cũng có một chị ruột là Trương Thị Sẩm. Trong nhiều năm hoạt động giang hồ, Nam Cam và đồng bọn đã để lại vô vàn tội ác. Nhưng một trong những trọng tội mà khiến Nam Cam phải mắc án tử hình đó là việc chủ mưu giết một nữ trùm xã hội đen gốc Hải Phòng, cũng khét tiếng không kém, tên là Vũ Hoàng Dung hay còn gọi là Dung Hà. Khi ra tòa, Nam Cam đã bị xét xử với 7 tội danh lớn, đó là giết người, cố ý gây thương tích, hối lộ, đánh bạc, tổ chức đưa người đi trốn ra nước ngoài và che giấu tội phạm. Những tội này đã kết thúc cuộc đời đầy oai hùng trong giới giang hồ của ông trùm khét tiếng với mức án cao nhất là tử hình. Cùng với Nam Cam, 4 đàn em thân cận cũng chung số phận, đó là Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng, Nguyễn Hữu Thịnh và Phạm Văn Minh. Trước đó, Nam Cam đã từng gửi đơn xin ân xá tới Chủ tịch nước Việt Nam, nhưng do vướng vào quá nhiều tội nên hình phạt vẫn không thay đổi. Ngày 21 tháng 5 năm 2004, quyết định thi hành án tử hình Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh, Nguyễn Hữu Thịnh và Châu Phát Lai Em được ban hành. Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, công tác chuẩn bị pháp trường được tiến hành chu đáo. Hàng loạt thao tác kỹ thuật đã hoàn tất một ngày trước khi đưa phạm nhân từ trại giam ở Tiền Giang về trại giam Chí Hỏa. 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, tại trại tạm giam, thủ tục chuyển trại cho 5 tử tội được tiến hành. Các tử tội được đưa lên xe, tiếng xích chân và tay va vào nhau, âm thanh khô khốc vang lên trong đêm sương lạnh buốt. Trước khi bước chân vào trong xe bít bùng, ai cũng cố nán lại vài giây, đưa mắt nhìn xung quanh. Đêm trước, trời mưa rất to, mới tạnh được chừng 2 tiếng nên không khí khá mát mẻ và vẫn ẩm ướt. Một vài giọt nước mưa còn đọng trên các tán cây rơi lộp độp. Rạng sáng, 5 bị án Trương Văn Cam, Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng, Châu Phát Lai Em, Phạm Văn Minh được đưa ra xe rời khỏi trại tạm giam của Công an tỉnh Tiền Giang một cách khá lặng lẽ. 1 giờ 45 phút, đoàn xe áp giải 5 bị án sừng sỏ một thời đến chân cầu Tân An. Gần 2 giờ 30 tại trại giam Chí Hỏa, 5 bị án vẫn chưa biết gì về sự sống và cái chết đang được tính từng phút đối với họ. Vẫn nói chuyện bình thường, bởi họ cứ ngỡ rằng đó chỉ là thủ tục chuyển trại bình thường. Trương Văn Cam, Nguyễn Việt Hưng đều không giấu được thoáng bất chợt rùng mình. Rất có thể đó là cái rùng mình cuối cùng cho giây phút nuối tiếc tự do và cuộc sống. 3 giờ 30, cả 5 tử tù được đánh thức lần lượt được dẫn giải vào hội trường của trại giam Chí Hỏa để lăn tay, xác minh lại lai lịch, làm các thủ tục cuối cùng. Họ nghe tuyên đọc quyết định thi hành án và được cho viết lời trăn trối gửi người thân, gia đình trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát, Tòa án và Công an. Đến phút này, Nam Cam cùng 4 đồng phạm mới biết chắc là thời khắc còn sống chỉ được tính bằng giờ, bằng phút. Sau đó hội đồng thi hành án bắt đầu các thủ tục cho thay quần áo mới, bữa ăn cuối cùng được mang ra. Lúc này cả 5 bị án mới chợt hiểu ra mọi sự. Một đùi gà, một chiếc bánh bao và một chai nước ngọt, nhưng không ai có thể nuốt nổi. Ông trùm thế lực đen một thời cũng không còn chút can đảm để đối diện với cái chết cận kề. Vẻ mặt thất thần như vô hồn đã thay vào khuôn mặt đầy tinh danh, mưu mô xảo quyệt vốn có của Nam Cam. Đoàn xe chuyển từ tội tiến ra Thủ Đức, có xe mô tô cảnh sát dẫn đường bảo vệ hộ tống. Để đảm bảo an toàn từ suốt đêm trước, trên tất cả các ngã tư giao lộ mà đoàn xe đi qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh đều cắt cử cảnh sát giao thông trực sẵn. 5 giờ sáng, đoàn xe chở từ tội Nam Cam và 4 đồng phạm tiến vào pháp trường ở phường Long Bình, quận 9. Sau nhiều tháng kể từ phiên phúc thẩm, nay mới được nhìn thấy nhau. Hai tử tù trẻ tuổi Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh cố ngoái cổ nhìn chiến hữu. Hai người đều ăn hết bữa sáng gồm bánh mì, bánh bao, đùi gà, nước ngọt. Nam Cam và Phạm Văn Minh giờ như kẻ mất hồn ngồi bần thần. Châu Phát Lai Em mặt đổ tràn, chân tay hơi run. Cột bắn đề rõ tên của 5 bị án được sắp thành hàng ngang theo thứ tự: Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh. Được dẫn xuống xe, cả 5 tử tội hầu như không bước nổi, phải có người xốc nách dìu đi. Trời chưa sáng hẳn, đặt chân xuống đất, vừa thấy tên cột bắn và bảng tên đề sẵn, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh gần như quỵ hẳn, run bần bật. Các bị án, người được dẫn vào vị trí sắp thành hàng ngang. Tờ mờ sáng, các thủ tục trước khi ra pháp trường hoàn tất. Tuy không công khai, nhưng xung quanh trường bắn lúc này đã có hơn 200 người dân, thân nhân của những bị án và lẫn trong đó là cả những người từng là nạn nhân của băng nhóm tội phạm Nam Cam, đợi chờ giây phút đền tội của những kẻ thủ ác. Tại khoảng giữa của trường bắn, cách chỗ 5 tử tù chừng vài chục thước, hội đồng thi hành án làm việc trong chiếc lều bạt. Các tử tù đã được bịt mắt bằng một mảnh vải đen lần lượt, bị cột vào cái cọc giống như cái thang, sau hơn 2 thước. Hai chiếc đèn pha trên nóc ô tô chở cảnh sát bảo vệ đủ ánh sáng để hội đồng thi hành án nhìn thấy mọi việc đang diễn ra. Tội trạng của từng người, từng tên được nêu tóm tắt và công bố quyết định thi hành án tử hình. Tất cả diễn ra trong vòng nửa tiếng. Tiểu đội hành quyết dàn hàng ngang tiến lên phía trước đối diện với 5 tử tội. Đội trưởng hành quyết ra lệnh giọng đanh gọn: tất cả vào vị trí, chuẩn bị, bắn. Hàng súng có gắn lưỡi lê dương lên, ngang tầm mắt với các xạ thủ. Ngay sau mệnh lệnh hành quyết, loạt đạn mạnh, khô khốc, ghê rợn vang lên. Tiếp theo là 5 phát đạn ân huệ cuối cùng dành cho tử tội. Những chiếc dây thừng buộc tử tội vào cọc được mở ra. Xác Phạm Văn Minh, Trương Văn Cam, Châu Phát Lai Em, Nguyễn Việt Hưng và Nguyễn Hữu Thịnh mềm nhũn, trắng bệch, đổ ập về phía trước, nơi đã đặt sẵn 5 cỗ quan tài. Các bác sĩ pháp y làm nhiệm vụ báo cáo hội đồng thi hành án, cả 5 tử tội đã chết. 5 giờ 45 phút, đội thi hành án đã hoàn tất việc thực thi pháp luật. Cũng trong ngày, con cháu Nam Cam tới thắp hương, khấn mộ được chôn cất tại trường bắn. Theo đó, ngày Nam Cam và đồng bọn đi trả án, Hải Bánh cũng là người đưa tiện ông trùm ra pháp trường. Hải Bánh tức là Nguyễn Tuấn Hải, từng là trợ thủ đắc lực của Nam Cam. Hải Bánh chỉ đạo đàn em xử bà trùm Dung Hà sau những mâu thuẫn băng nhóm. Nhưng với sự thành khẩn của Hải, Hải nhận được khoan hồng của pháp luật với bản án chung thân. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Hải Bánh nói: hôm đó là 12 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2004, chúng tôi xuất phát từ trại giam Tiền Giang để đến trại Chí Hòa. Ở trên xe có tôi, anh Năm và Châu Phát Lai Em, đàn em thân tín của Nam Cam. Biết mình bị đưa ra trường bắn, nhưng anh Năm vẫn khá bình tĩnh. Đi được một đoạn, anh Năm nắm lấy tay tôi và nói: anh sai rồi, chú cho anh xin lỗi. Rồi anh Năm ôm lấy tôi, không nói thêm gì nữa. Nghe anh Năm nói vậy, bao sự giận hờn trách móc trong lòng tôi bỗng tan biến hết. Tôi cũng không biết phải nói câu gì nên hai anh em im lặng. Anh Năm nắm chặt lấy tay tôi, hai anh em nắm tay nhau cho đến khi ô tô dừng bánh. Đó cũng là lời nói cuối cùng anh Năm nói với tôi. Từ trại giam Tiền Giang, Nam Cam và Châu Phát Lai Em được đưa đến trại giam Chí Hòa. Sau đó cùng với Hưng Phi Nhon, Nguyễn Hữu Thịnh, Phạm Văn Minh bị dẫn giải ra trường bắn Long Bình. Chia sẻ với giây phút chứng kiến đồng bọn phải đền tội trước, Hải nói: khi chứng kiến anh Năm và những người khác bị xử bắn, trong lòng tôi không thấy sợ mà thấy trống rỗng vô cùng. Cảm giác này giống hệt với cảm giác khi nghe tin chị Dung Hà đã chết. Trong đầu tôi luôn suy nghĩ, ở ngoài đời dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền, kể cả thanh toán nhau đẫm máu, nhưng rồi kết quả chẳng nhận được gì. Cái giá phải trả là cái chết. Cái chết rồi thì chẳng mang đi được thứ gì theo. Đến khi quay về trại giam, Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành nói với Hải Bánh, nhờ chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước mà cậu được sống. Hôm nay coi như là ngày sinh ra cậu một lần nữa. Nhìn thấy đồng bọn phải đền tội trước pháp luật, cậu nên quay đầu mà hoàn lương, cải tạo cho tốt. Giang hồ cộm cán chỉ còn có mình cậu. Phải biết lấy ảnh hưởng của mình để làm những việc tốt, việc có ích cho xã hội. Nhớ lại điều này, Hải Bánh bộc bạch. Nghe xong câu nói của Thiếu tướng Nguyễn Việt Thành, tôi nghiệm ra nhiều điều. Lúc đó tôi thấy tiếc vô cùng. Tôi không tiếc những gì trước đây mình đã có, mà tôi tiếc cho những năm tháng tuổi xuân của mình. Nếu như mình không chọn con đường này, đi theo con đường làm ăn lương thiện, thì kết cục đã khác. Gia đình tôi đã không tan nát, bố mẹ con cái không phải buồn vì mình, và những năm tháng sau này, tuổi xuân của tôi không phải chôn vùi trong trại giam. Khi tôi nhận ra thì mọi chuyện đã quá muộn. Những ai bị dính án tử hình hoặc chung thân mới cảm nhận rõ rệt cuộc đời của mình rất ngắn. Phạm tội ở cái tuổi 20 hay 22 khi dính án tử hình vậy là hết. Còn bị án chung thân, cải tạo tốt lắm thì cũng phải ở trong trại 20 năm mới được ra ngoài. Lúc đó cũng đã 40 tuổi rồi, chẳng còn làm gì được nữa. Như tôi ngoài 30 bị dính án chung thân, nếu cải tạo tốt, may mắn được thả tự do thì cũng phải hơn 50 tuổi. 20 năm ở trong trại giam, đó là một quãng thời gian dài, sống tách biệt với cuộc sống bên ngoài. Đến khi về nhà thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Đáng lẽ ở cái tuổi 30 mình phải là người kiếm tiền để trả hiếu bố mẹ. Khi phạm tội bị bắt, bố mẹ lại phải chắt chiu từng đồng để có tiền vào thăm nuôi con. Hải Bánh nghẹn ngào nói. Sau khi Nam Cam cùng đồng bọn phải đền tội, Hải Bánh cũng được đưa về cải tạo tại trại giam Xuân Lộc, Z30A Bộ Công an. Tại đây Hải Bánh nhận ra rằng con đường nhanh nhất để được về cùng gia đình chính là cải tạo thật tốt. Tuy nhiên trong thời gian cải tạo, có nhiều biến cố gia đình khiến Hải Bánh không ít lần bị suy sụp. Sau 21 năm thụ án chung thân, nhờ sự cải tạo tốt, Nguyễn Tuấn Hải tức Hải Bánh đã được ra tù vào năm 2022. Vụ án Nam Cam và đồng bọn là vụ án về tội phạm có tổ chức đặc biệt, có tính đặc thù. Đây là một vụ án lớn và phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Quá trình hình thành và phát triển tổ chức tội phạm theo kiểu xã hội đen do Trương Văn Cam cầm đầu đã được phanh phui và phơi bày trước ánh sáng. Tử hình là bản án dành cho các đối tượng, đồng thời cũng là bài học răn đe cho những kẻ phạm tội, những kẻ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.